Hôm nay thì Salon Media sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái mẫu tai nghe Soundpeak Go Free, một cái mẫu tai nghe dành cho mục đích vận động và thể thao rất là được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại. Và đầu tiên khi mà muốn ghép đôi thiết bị này với lại máy tính bảng hay là smartphone thì chúng ta sẽ mở hộp và lấy hai tai nghe ra ngoài. Ở đây thì mọi người thấy là trên tai nghe nó đang hiện đèn nhấp nháy là màu trắng và màu đỏ, thì chứng tỏ là chiếc tai nghe chúng ta nó đã vào cái chế độ là pairing rồi. Còn nếu trường hợp mà tai nghe chúng ta nó không hiện đèn nhấp nháy trắng đỏ thì mọi người có thể là cho tai nghe vào hộp và ấn giữ cái nút tròn ở giữa hai cái housing này. Ta ấn giữ một chút khoảng 3 giây thì chúng ta thả ra thì chiếc tai nghe chúng ta nó sẽ vào cái chế độ là ghép đôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là dò tìm trên smartphone thôi hay là máy tính bảng. Đó, và như vậy thì chúng ta sẽ dò ra được cái tên của sản phẩm. Chúng ta ấn vào để ghép đôi. Như vậy là xong, ta đã hoàn thành những việc ghép đôi với cái chiếc Soundpeak Go Free. Và như vậy bây giờ chúng ta có thể là sử dụng như thông thường. Bây giờ thì mình sẽ vào cái app nghe nhạc để demo cho mọi người một số các cái thao tác ở trên cái phần chỉnh nhạc. Đây. Với cái thao tác tăng hoặc giảm âm lượng thì chúng ta sẽ chỉ cần ấn một lần thôi. Đối với tai bên trái sẽ là giảm âm lượng và tai bên phải sẽ là tăng âm lượng nha. Và mọi người lưu ý là cái phần cảm ứng thì nó sẽ nằm ở cái phần mặt nhám ở trên cái phần housing lớn hơn như này. Còn ở đây sẽ là chỉ là cái phần chứa pin thôi, nên là chúng ta không thao tác ở trên này nha, chúng ta sẽ thao tác ở cái phần này. Đó, đây mình sẽ thao tác mẫu luôn cho mọi người xem này. Đó, một chạm này. Một chạm này, bên trái sẽ là giảm này, một chạm bên phải sẽ là tăng. Rất là đơn giản thôi. Và để play hay là pause nhạc thì chúng ta sẽ chạm hai lần, bất cứ bên nào cũng được. Đây mình sẽ chạm bên phải nhé, 1, 2 này. Đó, nhạc nó đã được chơi rồi. Delay mất khoảng tầm 1 đến 2 giây nha. Mình sẽ chạm thêm một lần nữa để tạm dừng này. Đó, thêm một lần nữa để chơi nhạc này. Ngoài cái thao tác là chơi hoặc là tạm dừng nhạc ra thì cái thao tác hai lần chạm này sẽ cho phép chúng ta là nhận cuộc gọi khi mà có cuộc gọi đến này, hay là ngắt cuộc gọi khi mà chúng ta đang làm thoại. Ngoài ra thì nếu như các bạn đang có cuộc gọi đến và chúng ta muốn từ chối cuộc gọi đó thì mọi người sẽ ấn giữ 1,5 giây ở bên tai bên trái nha. Đó, thì chúng ta sẽ có thể là reject call, có nghĩa là từ chối cuộc gọi được. Và tiếp theo thì đến với cái thao tác là 3 lần chạm thì cái thao tác này có hai cái tính năng. Tai bên trái thì sẽ là bật gaming mode hoặc là tắt gaming mode. Còn đối với tai bên phải thì sẽ là gọi trợ lý ảo. Thì đối với lại cái tắt bật gaming mode thì hơi khó để demo bởi vì là nó sẽ chỉ thông báo ở trên tai, nó sẽ không hiển thị trên màn hình. Đó, thì hơi khó hình dung một chút, nhưng mà nếu như các bạn mà muốn bật cái tính năng này thì chúng ta sẽ chạm 3 lần tai bên trái. Còn tai bên phải khi mà chạm 3 lần thì nó sẽ gọi ra trợ lý ảo. Mình dùng Samsung thì sẽ gọi là Bixby nhá. Đó, rất là nhạy đúng không ạ? Thì sau đó chúng ta có thể là ra lệnh bằng giọng nói. Và tiếp đến nữa thì đó là một cái thao tác cuối cùng, đó là thao tác chạm giữ. Thì với cái thao tác này nó sẽ cho phép chúng ta chuyển bài, với tai bên phải sẽ là next sang bài hát tiếp theo. Còn tai bên trái sẽ là quay trở lại bài hát trước đó chúng ta vừa nghe. Thì nó sẽ mất khoảng tầm độ 1,5 giây delay khoảng 1,5 giây nha mọi người thì nó mới chuyển bài. Đó là toàn bộ những cái thao tác cảm ứng ở trên cái tai nghe Soundpeak Go Free này. Thực ra nó cũng rất là giống những cái dòng tai nghe Soundpeak khác thôi, cho nên là nếu các bạn đang dùng những cái dòng tai nghe khác của Soundpeak và chuyển sang cái chiếc Go Free này thì cái thao tác cảm ứng nó cũng tương tự như vậy. Và một cái lưu ý nhỏ cuối cùng nữa, đó là như mình có nói ở đầu video, nếu như các bạn mà trường hợp chúng ta muốn reset hay là trả cái tai nghe này về chế độ pairing thì chúng ta sẽ có thể là ấn giữ cái nút ở giữa đây, chọn cho đến khi nào mà cái đèn trên tai này nó sẽ nhấp nháy trắng đỏ liên tục. Như vậy là xong, thì chúng ta đã hoàn thành cái việc trả cái tai nghe về chế độ pairing. Và một lưu ý nhỏ cuối cùng nữa mà mình cũng muốn nhắc mọi người, đó là khi mà sử dụng những cái mẫu tai nghe không dây như thế này, dù là rẻ tiền hay là cao cấp, thì chúng ta cũng nên lưu ý, đó là khi mà sử dụng xong chúng ta hãy lau sạch, lau chùi sạch sẽ hai bên tai nghe, bởi vì những cái dòng tai nghe thể thao như này thì thường là mọi người sẽ vận động mạnh và ra mồ hôi rất là nhiều trong quá trình sử dụng đúng không ạ? Đó, cho nên là chúng ta nên lau sạch nước hay là mồ hôi ở trên hai bên tai nghe, sau đó chúng ta mới cho vào hộp. Thì như vậy tai nghe chúng ta nó sẽ được bền bỉ hơn, bởi vì là hãng có quảng cáo là tai nghe chống nước đó, nhưng mà nếu như mà bị vào nước thì hãng cũng sẽ từ chối bảo hành. Mọi người lưu ý vấn đề đó nha. Và thêm nữa là khi mà chúng ta để tai nghe nó bị dính nước trong một khoảng thời gian dài thì dù là tai nghe chống nước thì chăng nữa thì nó cũng sẽ không được bền bỉ. Cuối cùng là chúng ta có thể là sử dụng những củ sạc có điện áp thấp như là 5V 1A, thì như vậy cái tuổi thọ pin chúng ta nó sẽ được lâu dài hơn là chúng ta sử dụng những củ sạc nhanh. Đó, một vài cái lưu ý nhỏ như vậy thôi, nhưng mà nếu như mọi người có thể thực hiện được thì mình tin rằng cái chiếc tai nghe không dây nó sẽ rất là bền và phục vụ chúng ta được về lâu về dài hơn. Và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.